Xin được gửi tới toàn thể các ca chị một bài hát của Vũ Thành An được mang tên Bài Không Tên số 50. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Không nhìn vào mắt sầu, không nhìn vào mắt sầu. Tình qua đi, xin anh không nhắc lại. Em ngơ vụng dài, anh mơ mộng viễn vông. Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng, thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông, thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình về con. Xin cảm ơn ạ. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt sâu? Những chuyện buồn quá đi, xin anh không nhắc lại. Em ngơ ngơ vụng dại, anh mơ mộng viễn vông. Đời sống nghiệt ngã cho chúng mình ấm mộng, thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông, thì thôi xin gửi xong đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình về cõi về cõi cơ.
Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh.